Hôm nay mình sẽ đi ra hái ớt. Đây, các bạn xem ớt của mình như này. Đấy, ớt chuông. Lần này mình trồng được mười mấy cây ớt chuông, 4-5 trái gì đấy. Cây này cũng bị dẹp đấy. Đó, phun này, đang héo quắt. Mỗi cây ra được cây thì được 5-6 trái, cây thì được cây này cũng 3-4 trái to. Mấy trái to nhỏ, nó đang ra quả. Ít trái thì trái nó sẽ to hơn. Cây này thì được một trái rất là to. Trái này chắc phải mấy trăm gram. Ok. Xem trái này bự này. Bằng cái trái con này. Đây, anh em này thì bị con nai nó vặt cụt ra lại lên. Nó đang ra trái. Cây này nữa, cây này bị cớm quá, nó cũng đang ra trái rồi này. Cây này có trái rồi đấy. Ok, đây nữa. Cây này có trái mà bị con nai nó vặt cụt lên tận đây, giờ lại đang ra trái này. Ok. Còn cái nó ăn mất. Bữa trước là ăn hết ổi. Ok. Cắt để có cái chia sẻ. Sao rồi. Đó. Đó, nhìn tươi ngon không? Ớt nhà trồng sạch nha. Ớt organic. Đó. Hai quả này thì là mình trồng ở trong chậu. Cây này là được 6-7 quả. Thì nó không to bằng ớt ở ngoài chợ đâu. Nhưng mà đây, lát mình xào để mình review cho các bạn xem ăn có ngọt như là xem ăn xem ớt mình trồng ngon hay là ớt mua ngon. Đó. Đây mình sẽ để lại cái hạt này để mình hơi khô mình trồng tiếp. Hái thêm một quả màu xanh nữa cho nó có màu xanh, nhưng mà mình thấy là ba quả ớt thì nhiều ớt quá, cho nên mình sẽ hái hai quả đỏ, với mình sẽ cho thêm một ít cần tây. Đó. Không thì nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ làm món gà xào sả ớt nhà chồng. Cần tây chắc như thế này nó nhiều quá. Đây, thêm 1/3 củ cần tây. Đó. Thái nước
cau ra. Thêm 3 tép tỏi. Đây là gà mình đã chuẩn bị rồi, mình thái rồi. Mình đã ướp 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê nước mắm. Bây giờ mình cho thêm 1 thìa đường. Đó, trộn lên. Chỗ này chắc khoảng 500g thịt gà đấy, nhiều lắm. Sẽ cho 1 thìa cà phê bột nghệ. Mình thích xào gà với cả bột nghệ. Cho bột nghệ vừa đẹp vừa tốt mà lại có cái mùi thơm, át đi những cái mùi tanh hoặc là mùi khử mùi cũng khá là hiệu quả. Mình thích xào gà với bột nghệ này lắm. Xả bằm nhuyễn thì mình để lại 2 thìa, còn đâu mình cho vào đây 1 ít. Đây, chảo nóng rồi, cho một ít hành, một tỏi phi cho nó thơm lên. Đó, thơm rồi. Sau đó thì mình cho xả bằm vào. Đây, cho xả bằm vào ấy thì mình để nó vàng lên. Thì lúc mà mình ăn ấy, nó không còn cái kiểu dầm nữa. Đó, thơm lừng, thơm quá. Bây giờ cho gà vào. Đó, để đảo xăng thịt gà lên. Mình cho rau củ quả vào. Bây giờ cho hết rau củ quả mình đã thái vào. Thêm 2 thìa cà phê nước tương và 1 xì muối. Xay một chút hạt tiêu vào cho nó thơm.
Mình thích tương ớt nên mình sẽ cho thêm một thìa tương ớt vào. Ớt nhà trồng được nha. Đấy, ngon chưa, thơm lừng, mùi thơm quá. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.